Thì mời các bạn cùng bọn mình, chúng ta sẽ trải nghiệm bắn súng đạn thật cực kỳ đã tay ở thành phố Budapest, nơi mà có rất nhiều cảnh đẹp khác các bạn có thể tham khảo. Ở đây thì mình sẽ trả lời từng câu hỏi liên quan đến bộ môn thể dục này. Đây là những khẩu súng mà bọn mình sẽ được dùng này. Rất nhiều loại súng được sử dụng tùy theo cái gói mà các bạn lựa chọn. Bọn mình ở đây thì chọn hai gói đầy đủ nhất của... Đây là một cái cửa hàng cung cấp dịch vụ bắn súng ở thành phố Budapest mà bọn mình đã thử. Bọn mình thì sẽ chơi gói đội đặc nhiệm. Gói này thì gồm 4 súng ngắn cỡ nòng nhỏ và 4 khẩu có thiên hướng về súng ngắm. Trong đó thì có một khẩu có tên là khẩu 46 ở trong game Half-Life ngày xưa mà bọn mình vẫn hay chơi. Và gói này thì được bắn 57 phát đạn, giá là 90 cho một người. Còn mình thì chơi gói player, tức là người chơi. Cái gói này thì nó thiên hướng về súng máy và súng lục cỡ nòng lớn. Khác cái là của mình thì sẽ được bắn 59 phát đạn, còn vợ mình là 57. Giá tiền thì như nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn những cái gói khác nhỏ hơn với nhiều mức giá khác nhau, thì các bạn có thể tham khảo ở trên website của họ. Sau khi mua những cái gói bất kỳ này thì các bạn cũng có thể được quyền mua những cái gói thêm. Đây là những cái phiên bản súng đặc biệt, ví dụ như là cỡ nòng siêu lớn hoặc là có sức công phá siêu lớn. Nó giống như là những dạng súng ngắm, ví dụ như khẩu 3Z chẳng hạn, hay là những khẩu súng giáp vàng thì các bạn có thể thử. Như vợ chồng mình thì chọn hai cái gói này thì đã cảm thấy khá là hài lòng rồi. Còn đây là con mít này, mít này bật súng ngắm các bạn. Đó, mít bật súng ngắm, mình bật súng máy. Câu hỏi tiếp theo, có an toàn và có người hướng dẫn không? Khi đi vào cửa hàng, sau khi làm thủ tục mua vé hoặc thanh toán, các bạn sẽ được xem một video hướng dẫn cơ bản những cái yếu tố an toàn. Sau khi xem xong thì các bạn sẽ có hướng dẫn viên lên đón các bạn. Nếu như các bạn đến sớm thì các bạn sẽ có thể ngồi chờ ở đây. Có khu vực bàn ghế để các bạn ngồi chờ, có máy pha cà phê để các bạn có thể tận hưởng. Đây, cái áo này, đến đây các bạn mua cái áo này để làm bia bắn. Đấy, sau khi bắn xong thì nó sẽ thành như này. Và mang cả cái áo về làm kỷ niệm. Giá này 5.500 forint, tức là khoảng 400.000 tiền Việt. Đấy, mua một cái áo để làm bia bắn xong mang về làm kỷ niệm. Lịch bắn ở đây thì sẽ phân chia theo ca, khoảng 1 tiếng cho 1 ca. Thì các bạn có thể đến đây đặt tùy theo cái khung giờ các bạn đặt và cái giờ các bạn đến, thì nó sẽ quyết định là các bạn có phải chờ hay không. Khi xuống thì các bạn sẽ được đưa xuống hầm bắn. Trong hầm bắn thì các bạn sẽ được phát tai nghe chống ồn và một kính để bảo vệ mắt. Lưu ý một chút là khi mà chọn kính, nếu mà thấy kính mờ thì bạn nên yêu cầu đổi kính mới để cho nó nhìn rõ và bắn được. Khi mà bắn thì trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Giờ mở cửa và có cần đặt trước hay không? Ở đây thì sẽ mở cửa từ thứ 3 đến thứ 5. Khung giờ sẽ là từ 11:30 đến 19:30. Từ thứ 6 đến thứ 2 thì giờ mở cửa sẽ là 10 giờ cho đến 19 giờ. Các bạn nên đặt trước để có được một cái lịch trống. Ở đây thì rất là đông khách, mình thấy ca nào cũng rất là đông. Vì thế nên các bạn hãy cố gắng đặt trước. Mỗi ca chỉ giới hạn dưới 20 người thôi. Lưu ý khi quay chụp, khi vào khu vực bắn thì sẽ có một cột đỏ cách xa vị trí mà những người đứng bắn khoảng 2 mét. Ở đây thì các bạn sẽ bị ngăn lại và không được đi vào bên trong để quay cho người bắn. Nên là cách mà để các bạn có thể quay được video mình bắn trực tiếp là chân máy. Hãy cố gắng xin để mang một cái chân máy nhỏ theo. Sau đó thì các bạn sẽ đặt điện thoại ở phía bên trái. Vì thường khi mà ở phía bên phải thì sẽ là cái nơi mà cái cắt thuốc văng ra, và các bạn sẽ rất dễ bị hỏng ống kính hoặc là hỏng điện thoại nếu cái cắt thuốc đó nó văng vào người. Ví dụ ở đây thì khi mình đang bắn thì còn cái anh huấn luyện viên còn cái cắt thuốc bắn thẳng vào đầu, rất là đau. Hãy cẩn thận mà lưu ý nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng nên chuẩn bị trước một cái sức khỏe và tốt, ví dụ như là tập tuần tạ ở tay để tránh cái lực giật của súng khi mà bắn thì trải nghiệm sẽ tốt hơn. Xem một vài video dạy bắn súng ở trên mạng thì các bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị
tâm lý sẽ tốt hơn và khi bắn sẽ được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên nếu các bạn không muốn mua áo thì các bạn vẫn có thể lấy kết hợp bia mà các bạn bắn để mang về làm kỷ niệm. Ngoài ra thì ở dưới này có rất nhiều cắt hút thì các bạn có thể xin cắt hút mang về cũng được. Tuy nhiên thì người ta cũng nói luôn rằng nếu mà các bạn mang cắt hút lên máy bay thì có thể sẽ gặp vấn đề về hải quan nên hãy lưu ý nha. Và đây là website để các bạn có thể kiểm tra và đọc thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem. Cảm giác này chơi như nào? Rất thích à? Được bắn bao nhiêu khẩu? 8 khẩu. 3 vết. Sau khi mà các bạn bắn xong ở đây thì mọi người sẽ được chụp ảnh với súng khi mà không có đạn. Mọi người sẽ được lấy súng và chụp công viên bảo vệ tất cả mọi người. Thích chụp cái khẩu nào cũng chụp hơn. Mỗi gói thì nó sẽ các bạn sẽ bắn những loại súng khác nhau và cái số lượng bắn mình thấy là cũng thoải mái đấy. Nhưng mà các bạn không có giống kiểu bắn không quen đấy, thậm chí là sẽ bắn mỏi tay trước khi các bạn trả rất nhiều súng kia. Ba một điện thoại khi mà ngày xưa chơi Half-Life. Rất nhiều những khẩu súng từ ngày xưa. Một chơi Half-Life thì bây giờ mới được thấy, mới được cầm và mới được bắn thử. Voglio essere così. Voglio essere così.